Ta còn hát với nghệ nhân ưu tú Lương Hồng Huệ. Đứa nào kẹt show thì Chư Thanh sẽ giải quyết cho đi hát show. Và sau đây xin mời về cho một tràng vỗ tay chờ đón nghệ nhân ưu tú Lương Hồng Huệ. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Lương Hồng Huệ xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc thân thương và trân trọng nhất ạ. Và Lương Hồng Huệ cũng xin được chúc cho cháu Lê Phan Tuệ Anh lúc nào cũng mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn, sau này sẽ là người con ngoan trò giỏi của đất nước. Tiếp nối chương trình, Lương Hồng Huệ cùng nam nghệ sĩ giỏi giang ta sẽ gửi đến một lớp trích đoạn cải lương mà Lương Hồng Huệ được rất là nhiều khán giả yêu thương trên YouTube. Mai Lương quán gió, nơi này năm xưa Táp và Trần Lang thường hẹn hò tắm sư. Chàng đã đưa ta vào trong bể ái rừng ân. Ôi một quán nhỏ mà chưa biết bao kỷ niệm. Rồi bỗng đâu bão tố phong ba đất bằng sóng dậy. Ba năm trời dâu bể tan thương. Ta còn đây mà như thay xác đổi hồn. Một cô thôn nữ bỗng trở thành bà tổng đốc. Trần Bảo ơi, anh có hiểu chưa em? Dạ chào bà. Ô kìa, ông là ai? Tôi là một kẻ ăn mày khốn khổ. Một kẻ ăn mày, vậy ông cần gì? Bát tiền hay cơm gạo? Tôi tuy là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải dụng ý khất thực hàng ngày. Nói như vậy, ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cấm ngay! Gán mày hổm lao, ngươi là ai? Là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ ăn mày hổm lao này là ai. Trời ơi, Trần Bảo! Dương Thảo Lan! Đừng bao ơi, em gian anh chưa tới gần. Vì sao em muốn tránh mặt anh với Hạ Dương Thảo Lan? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ô nên đành phải quay lưng của em. Mặt trốn chạy người làm cho ai phải mòn mỏi nhớ mong đêm canh chài thắt theo thương đời qua lạnh lẽo chốn cô phòng. Trần Bảo Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời ta, là giọt máu vừa tim hồng dưới những trận rơi đoạn nát tan thân xác, nhưng đó
đâu bằng trai rước ở lương tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân, nên sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cũ. Nhưng có ngờ đâu lầu mộng ngày xưa không còn nữa, người của tôi yêu đã rẽ lối ân tình. Trần Bảo ơi, xin anh hãy yêu cho nàng. Trả lại anh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại xa phương với cành lan. Cành lan đã sớm rơi mau, còn đâu một áng mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại ngày xưa. Vẫn còn yêu tôi sao đành tâm đổi bên sang thuyền. Một thôn nữ ở bên sông Lương ngày ngày giặt lúa, mà nay bỗng trở thành một tộc đất phu nhân. Bà ơi, cho tới nay tôi mới biết tôi lầm đi xây lầu vàng. Dạ hết rồi, xin được cảm ơn toàn thể quý vị vừa thưởng thức một lớp trích đoạn vừa rồi. Rồi. À, dạ vâng, Lương Hồng Huệ cũng xin được tạm biệt tất cả các anh chị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Tại vì em đang bận đi show cho nên chúc cho tất cả các anh chị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay được ngon miệng và hạnh phúc. Xin được cảm ơn rất nhiều. Thấy không, live stream nói cái suôn sẻ hay ghê không? Trời ơi. Rồi.